Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay giọng của tôi nó bị cảm. Tuy nhiên rằng là thấy cái lượng hồ sơ và cái lượng câu hỏi, và đặc biệt là câu hỏi hôm nay rất là thấy ý tưởng rất là hay. Các bạn biết không, tôi vừa làm luật sư, rồi trong cái quá trình luật sư thì có một số anh chị em phiên ngang. Nếu như trong quy định của luật sư đó, thì anh chị em là luật sư đã được 3 năm thì sẽ được luật đấu giá phiên ngang qua bằng hình thức là được xin cấp chứng chỉ đấu giá viên. Nhưng tôi thì khác quý vị và các bạn, với một tinh thần ham học hỏi, tôi đã cố gắng. Và mặc dù là mình vẫn nộp đơn đến Bộ Tư pháp để xin được cấp chứng chỉ đấu giá, một mặt đó thì tôi lại đi học cái lớp đấu giá, các bạn thấy không, ở Học viện Tư pháp. Đó là một cái sự nỗ lực, và tôi nghĩ đó là một, cũng là một cái niềm vui các bạn ha. Hôm nay có một cái câu liên quan đến đấu giá. Mua đấu giá đứng tên dùm cho Việt Kiều bạn nhé. Các bạn thấy không, trước đây thì chúng ta có những cái câu hỏi, tức là đứng tên dùm cho nhà cho Việt Kiều, đứng tên dùm đất cho Việt Kiều, và đứng tên dùm đấu giá cho Việt Kiều. Đó là một cái trường hợp rất là không biết phải nói như thế nào các bạn ạ. Rất là hay. Trong cái câu hỏi lần này thì tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn, các anh chị em, để chúng ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Câu hỏi của bạn đó như thế này: chào chị, cho em hỏi là Việt Kiều nhờ người thân đấu giá và đứng tên quyền sử dụng đất, thì khi xảy ra tranh chấp sẽ xử như thế nào ạ? Chào chị, cho em hỏi Việt Kiều nhờ người thân đấu giá và đứng tên quyền sử dụng đất, thì khi xảy ra tranh chấp thì xử thế nào ạ? Tôi không biết bạn ơi, tôi chưa có thấy trường hợp nào đứng tên dùm nhờ đấu giá hết. Tuy nhiên hôm nay tôi chỉ nói với quý vị và các bạn, cũng như là trả lời bạn rằng Việt Kiều nhờ người thân đứng tên dùm mua tài sản đấu giá, thì Việt Kiều đó phải chứng minh nguồn tiền. Nguồn tiền bạn ạ, nguồn tiền gửi về để mua cái tài sản bán đấu giá. Ví dụ hôm nay tôi đi đăng ký, tôi là cá nhân, tôi có tiền, tôi đi đăng ký mua tài sản đấu giá. Thì các bạn biết không, cái quy định của bán đấu giá tài sản, tiền đặt trước nè, 20% tiền đặt trước nè, thì có cái thông báo lại không? Hôm nay em đi mua cái nhà là 10 tỷ nè, em đặt cọc 20% nè. Hôm nay em đi đến công ty bán đấu giá nè, em mua cái tài sản nè, em đặt cọc nè, em chuyển tiền cọc qua, em chuyển tiền đặt trước qua cho công ty đấu giá nè. Nè em gửi cho anh chị cái tiền đặt trước nè, cái biên nhận từ phía công ty bán đấu giá. Các bạn à, chưa biết được đâu, bây giờ chưa biết mình có mua được tài sản bán đấu giá hay không bạn à. Chưa có biết được là mình đã mua trúng được cái tài sản bán đấu giá đâu. Đó là một thời điểm mà thông báo của người Việt Nam báo cho Việt Kiều rằng tôi đã đặt tiền đặt trước ở công ty đấu giá, gửi biên nhận qua đây cho tôi. Thêm, sau khi mua trúng được tài sản đấu giá thì có cái hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa công ty và người mua tài sản bán đấu giá ở Việt Nam. Dễ lắm quý vị và các bạn, dễ lắm bạn ạ. Bạn chỉ cần yêu cầu các cái người ở Việt Nam đang tính tên hộ, đang đứng tên dùm, chuyển cho mình cái hợp đồng mua tài sản bán đấu giá. Thậm chí là mình có những cái cuộc trao đổi ghi âm lại bạn ha, sẽ xử như thế nào? Xử bằng cách chứng minh nguồn tiền này là của Việt Kiều. Theo như em được biết thì tranh chấp nhà ở nếu chứng minh thì được đứng tên hộ sẽ hoàn lại số tiền mua nhà.
tiền lời phát sinh sẽ chia đôi với đất đai, có như vậy phải không? Câu trả lời này thì thuộc về quan điểm, và tôi nghĩ rằng là bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực Việt kiều mua nhà đứng tên dùm. Tôi chỉ nói với bạn rằng nếu bạn nghiên cứu nhiều, bạn nghiên cứu bạn bảo rằng nếu người Việt kiều này chứng minh đem tiền về là 200.000 đô thông qua tài khoản ABCD gì đó thì người Việt kiều này sẽ được hoàn tiền lại. Tuy nhiên, cái tiền lãi phát sinh do bất động sản tăng giá, bạn nhớ nhé. Ví dụ mình đầu tư cái tài sản tại thời điểm năm 2000 là 200.000 đô. Tới thời điểm năm 2019 nó tăng lên tới 500.000 đô thì thẩm phán sẽ chia 1/2 cái tiền lãi do bất động sản tăng giá, một nửa cho bên kia, một nửa cho bên này. Tuy nhiên thì tôi nói với bạn rằng là không phải tất cả mọi bản án đều giống nhau cả. Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Có những quan điểm của anh chị thẩm phán rằng tuyên toàn bộ cái giá trị căn nhà đó là của người Việt kiều. Tôi đã thấy bản án đó rồi. Có những cái quan điểm rằng đi giữa đường các bên thỏa thuận với nhau một số tiền. Và có cái quan điểm thứ ba là quan điểm giống như bạn. Tôi nghĩ rằng nếu như trong trường hợp bạn có rất là nhiều kinh nghiệm thì bạn hãy liên hệ với luật sư Thu để chúng ta cùng nhau đàm đạo, cùng nhau hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Bạn ha, bây giờ tôi trả lời xong hai câu hỏi của bạn. Lý do tại sao tôi làm cái chủ đề cho Việt kiều? Vì tôi có những người thân, những người bạn, những người đã đi nước ngoài, có thể không còn quốc tịch Việt Nam, nhưng bây giờ họ có những cái số tiền họ muốn đầu tư ở Việt Nam. Và họ bảo rằng: Thu ơi, em nói những cái lĩnh vực mà đặc biệt riêng những trường hợp là chưa có quốc tịch, riêng trường hợp có thẻ xanh, trường hợp là Việt kiều đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng có gốc là người Việt kiều. Cho nên trong những cái chủ đề tôi mong muốn có một cái list, trong đó tất cả những gì liên quan tới anh chị em nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tôi đưa hết vào một cái playlist mà bây giờ tôi gọi chung là Việt kiều, để cho quý vị và các bạn được hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Còn cái bạn nào đó nha, bạn nào đó là mua đấu giá đứng tên dùm cho Việt kiều thì bạn hãy liên lạc với luật sư Thu qua số điện thoại là 0903 392 861. Tôi nghĩ rằng bạn là Việt kiều, bạn có những cái kiến thức pháp luật. Tuy nhiên tôi không thể thông qua cái video hoàn toàn miễn phí này để cho tất cả mọi người đều biết, tại vì ở đây nó có những cái vấn đề tế nhị cả về người đứng tên ở Việt Nam. Thực sự nhiều khi người ta thiệt tình thì sao? Nhiều khi anh chị em ruột, nhiều khi bạn bè, thậm chí là bạn bè họ rất là thiệt tình. Người ta đứng tên không có một chút vị lợi thì sao? Còn lại, cái thành phần mà bạn nói là những anh chị em có những cái lòng ham muốn không đáy. Ta gọi là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy tước mà đo lòng người. Nhưng bạn hạ, tất cả những vấn đề nếu như chúng ta tôn trọng trên cái sự chính trực, chúng ta nhìn được, thấu hiểu được cái con người của những người đứng tên giùm, và chúng ta không tạo cho họ một cái cơ hội để họ nổi lòng tham, thì chúng ta sẽ đạt được mục đích. Hy vọng là bạn sẽ nết nói qua luật sư Thu Đoàn, để feedback qua luật sư Thu Đoàn. Trước tiên là say thanh kiều luật sư Thu Đoàn một cái trả lời, và cũng muốn đàm đạo với quý vị và các bạn. Nếu bạn muốn đầu tư về Việt Nam thì hãy thêm một chút ý kiến tư vấn. Không có cà phê cà pháo gì nha bạn nha. Cảm ơn quý vị và các bạn.